Xin kính chào quý vị khán giả. Bảo Trân rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube của Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Nội dung chi tiết sẽ được gửi tới quý vị và các bạn ngay sau đây. Lốc xoáy siêu cấp nuốt chửng bang Florida khi cuồng phong Milton ập xuống. Bão Milton, một cơn cuồng phong tàn khốc, đã chính thức đổ bộ vào Florida với sức gió lên tới 193 km/h, đạt cấp độ 3 trong thang bão 5 cấp của Mỹ. Khi cơn bão đi vào bờ, nó đã mang theo những cơn gió dữ dội, mưa rào như trút nước và lốc xoáy bất ngờ gây ra biển nước dâng cao, đe dọa tính mạng hàng triệu người. Trên thực địa, thông tin đau thương đã xuất hiện khi lốc xoáy tàn phá câu lạc bộ Spanish Lake Country, khiến một số người không qua khỏi. Cảnh sát trưởng hạt St. Lucie Kilperson đã xác nhận sự tàn khốc này nhưng vẫn chưa thể cung cấp chi tiết. Ở các khu vực như Wellington và Palm Beach Garden, lực lượng ứng phó khẩn cấp đã được huy động để ứng cứu. Tại thành phố Tampa, bão Milton đang tạo ra những cơn gió quần thảo, biến nơi đây thành một vùng thảm họa. Chúng ta đang ở trong những giờ phút tồi tệ nhất, phóng viên CNN thông báo, khi những cơn mưa như thác đổ đã biến đường phố thành biển nước. Không ai nên ra ngoài dù chỉ một bước, phóng viên nhấn mạnh. Thị trưởng Jane Custer cảnh báo rằng những giờ tiếp theo sẽ là một cuộc chiến sinh tồn cho Tampa, mặc dù nước dâng do bão không cao như dự đoán ban đầu. Tuy nhiên, con số 1,8 đến 2,8 mét vẫn là một mối đe dọa nghiêm trọng. Bão Milton đã chính thức đổ bộ vào Siesta Cay vào khoảng 20h30 ngày 9 tháng 10, theo giờ Hà Nội là 7h30 ngày 10 tháng 10. Dự báo cho thấy cơn bão sẽ duy trì cường độ của nó khi tiếp tục di chuyển vào miền trung Florida cho đến sáng ngày 10 tháng 10. Đánh dấu đây là cơn bão thứ 5 đổ bộ vào Mỹ trong năm nay. Mưa lớn và gió mạnh đã bắt đầu tàn phá trước khi bão cập bến, với cảnh báo cấp độ cực kỳ nguy hiểm tại khu vực Tampa. Hãy trú ẩn ngay lập tức, cơ quan thời tiết nhấn mạnh, các cơn gió có thể biến thành lốc xoáy bất cứ lúc nào, đừng chần chừ. Dự báo mới nhất cho thấy nước biển dâng cao từ 3 đến 4 mét ở Saratoga và 2,5 đến 3,5 mét ở Fort Myer, với sóng biển cao đến 8,5 mét tại những địa điểm gần tâm bão. Thị trưởng Bradenton Jane Brown không ngần ngại cảnh báo nhiều người sẽ thiệt mạng nếu nước biển dâng quá cao. Ở Sarasota, mưa ngày càng nặng hạt, đường phố trở nên vắng lặng, các doanh nghiệp đều đóng cửa với những bao cát chắn trước cửa. Cơ quan thời tiết quốc gia dự báo rằng hàng trăm cơn lốc xoáy có thể xuất hiện tại miền Trung và miền Nam Florida. Hãy ở yên trong nhà, ngoại trừ khi thực sự cần thiết, họ khẩn thiết kêu gọi. Các sân bay ở Tampa và Sarasota đã ngừng hoạt động cho đến khi có thông báo mới. Cảnh sát trưởng hạt Sarasota Greg Joe cảnh báo rằng nước lũ có thể phá hủy hoàn toàn những tòa nhà đã bị ảnh hưởng bởi cơn bão Helen trước đó. Giám đốc cơ quan thời tiết quốc gia Ken Graham thốt lên, "Mối lo lớn nhất của tôi là mực nước đang dâng cao. Đây là một tình huống cực kỳ nguy hiểm." Siêu bão Milton bắt đầu ảnh hưởng, lốc xoáy kinh hoàng tàn phá bang Florida, sóng khổng lồ cao hơn 8,5 mét. 7 cơn lốc xoáy đã được xác nhận ở Florida khi mưa và gió từ cơn bão Milton bắt đầu ập đến, có thể gây ra mối đe dọa nghiêm trọng đối với khu vực bờ biển phía tây Florida. Video ghi lại khoảnh khắc kinh hoàng của lốc xoáy tàn phá bang Florida khi cơn bão Milton bắt đầu phát huy sức mạnh khủng khiếp của mình. Chỉ trong thời gian ngắn, 7 cơn lốc xoáy đã được xác nhận xuất hiện, mang theo mưa và gió dữ dội, đe dọa nghiêm trọng đến khu vực bờ biển phía tây Florida. Vào ngày 9 tháng 10, cơ quan thời tiết quốc gia Mỹ tại Miami báo cáo rằng các lốc xoáy đã tấn công mạnh mẽ, đặc biệt gây ra thiệt hại ở Lakeport. Khi bão Milton tiến gần tới vịnh Tampa, nơi có hơn 3,3 triệu cư dân chưa từng chịu cơn bão lớn nào đổ bộ trực tiếp kể từ năm 1921, sức gió đã tăng lên mức đáng kinh ngạc với tốc độ tối đa lên đến 205 km/h. Mặc dù bão Milton đã bị hạ cấp xuống cấp 3, nhưng sức tàn phá của nó vẫn vô cùng lớn, tiếp tục đe dọa cuộc sống của hàng triệu người khi nó tiến gần đến bờ biển phía tây Florida. Các quan chức Mỹ đã phát đi cảnh báo khẩn cấp, kêu gọi người dân di chuyển vào đất liền ngay lập tức, nếu không muốn đối mặt với những cơn sóng dâng cao và nguy hiểm đến tính mạng. Thời điểm này, người dân phải chuẩn bị đối mặt với sự giận dữ của thiên nhiên. Trong diễn biến liên quan đến siêu bão Milton, một video ấn tượng được ghi lại bởi Cơ quan Quản lý Khí quyển và Đại dương Quốc gia Mỹ NOAA cho thấy những đợt sóng khổng lồ đang nổi lên tại vịnh Mexico khi bão Milton nhanh chóng tiến về phía bang Florida vào ngày 9 tháng 10. Đây là cơn bão mạnh lên nhanh thứ 3 trong lịch sử Đại Tây Dương, tạo ra những cơn sóng cao tới 8,57 mét cùng với gió giật mạnh mẽ.
Sáng ngày 10 tháng 10, bão Minton đã áp sát bờ biển phía tây Florida, mang theo lốc xoáy và những cơn mưa như chút nước, chuẩn bị tấn công khu vực vịnh Tampa. Theo thông tin từ Trung tâm Bão Quốc gia Mỹ, mặc dù Minton đã suy yếu nhẹ xuống cấp 3 vào chiều 9 tháng 10, nhưng cơn bão vẫn duy trì sức gió đáng sợ lên tới 195 km/h, khiến nó trở thành một cơn bão lớn cực kỳ nguy hiểm. Dự báo cho thấy Minton có thể gây ra sóng biển dâng cao từ 2,7 đến 4 mét và lượng mưa từ 150 đến 300 mm, có thể lên tới 450 mm ở một số nơi. Những gì đang diễn ra cho thấy Minton có khả năng nhấn chìm các khu vực trũng thấp của Florida với những đợt sóng lấn bờ đầy chết chóc. Khoảng 2 triệu người dân trên khắp bang Florida đã được lệnh sơ tán khẩn cấp, trong khi hàng triệu người khác đang nằm trong đường đi của bão. Cơn bão này ập đến chỉ 2 tuần sau khi Helene đã tàn phá vùng đất này cùng với nhiều bang khác, khiến cho sự lo lắng càng tăng cao. Cuộc chiến với thiên nhiên đang ở thời điểm gay cấn nhất. Siêu bão Minton làm rung chuyển Florida, máy bay săn bão suýt bị nuốt chửng. Bão Minton được các chuyên gia khí tượng mô tả là siêu bão mạnh nhất năm 2024 với sức gió lên tới 270 km/h. Giới chức Florida, Mỹ đã lên tiếng cảnh báo người dân ai không di tản sẽ chết. Nick Underwood đến từ Cục Quản lý Đại dương và Khí quyển Quốc gia Mỹ, NOAA, vốn là một thợ săn bão dày dặn kinh nghiệm. Mới đây, anh cùng cộng sự đã thực hiện nhiệm vụ lái máy bay lao thẳng vào mắt bão Minton để phục vụ mục đích nghiên cứu. Chúng tôi không bay vào mắt bão cho vui, nhiệm vụ này rất quan trọng để thu thập dữ liệu nhằm đảm bảo an toàn cho người dân, thợ săn bão cho biết. Trước đó, Trung tâm Dự báo Bão Quốc gia Mỹ nhận định Minton có khả năng trở thành một trong những cơn bão có sức tàn phá lớn nhất, từng được ghi nhận ở phía Tây và Trung của Florida. Theo đoạn video được máy bay săn bão ghi lại cho thấy, chiếc WP-3D Orion lao vào tâm bão với mưa lớn và sức gió bên ngoài lên đến 249 km/h. Toàn bộ máy bay bị rung lắc dữ dội, khiến một số thành viên phi hành đoàn bị hất khỏi ghế. Nhiều món đồ trong máy bay cũng bị rơi xuống sàn. Trước sự tàn phá kinh hoàng của bão Minton, giới chức Florida liên tục đưa ra lời cảnh báo với hàng triệu người dân sống ở vùng đô thị ven vịnh Tampa, bang Florida phải sơ tán khẩn cấp để ứng phó với siêu bão. Đây có thể là cơn bão tồi tệ nhất từng đổ bộ vào khu vực này trong hơn một thế kỷ. Tổng thống Mỹ Joe Biden đã phê duyệt tình trạng khẩn cấp ở Florida và hối thúc người dân cần di chuyển tới nơi tránh trú an toàn vì đây là vấn đề sinh tử. Trước lệnh sơ tán khẩn cấp của chính quyền, gần 1,5 triệu người sinh sống ở khu vực Vịnh Tampa vội vã rời đi. Ông Jason Dougherty, trưởng phòng cứu hỏa quận Hillsborough, nhấn mạnh nếu ở lại sẽ có thể thiệt mạng và kêu gọi người dân sơ tán nhanh chóng. Chỉ gần 2 tuần trước đó, người dân sinh sống ở khu vực bờ biển phía tây của Florida vừa hứng chịu cơn bão Helene đổ bộ và đang vật lộn khắc phục hậu quả, thì nay siêu bão Minton lại chuẩn bị ập tới. Cùng với đó, người dân tại đây cuống cuồng mua sắm đồ nhu yếu phẩm để tích trữ trước khi sơ tán. Hàng loạt quầy hàng trong các siêu thị rơi vào tình trạng trống trơn. Nhiều trạm xăng trên khắp Florida bị thiếu nhiên liệu. Tính tới cuối ngày 8 tháng 10, theo sở địa phương, hơn 20% trên 8.000 trạm xăng ở Florida bị hết nhiên liệu dự trữ. Nhằm hỗ trợ người dân, ông Ron DeSantis, thống đốc Florida cho biết đã mở kho xăng để tiếp nhiên liệu cho khu vực, bổ sung xăng tới các trạm dọc đường. Thành phố Tampa cũng cung cấp những chỗ đỗ xe miễn phí tại những gara cao tầng nhằm bảo vệ xe cộ cho người dân nếu tình trạng ngập úng xảy ra. Cơ quan quản lý khẩn cấp liên bang đã dự trữ khoảng 20 triệu suất ăn, 40 triệu lít nước tại hai điểm tập kết, yêu cầu 900 nhân viên có mặt tại các khu vực sẵn sàng hỗ trợ người dân, 3.000 nhân viên túc trực để khắc phục hậu quả. Lực lượng không quân và hải quân Mỹ cũng đã gấp rút sơ tán máy bay, trực thăng và tàu chiến khỏi các căn cứ quân sự ở bang Florida trước khi siêu bão Minton đổ bộ. Theo tạp chí ESP Forest, lực lượng không quân và hải quân Mỹ những ngày qua đang gấp rút sơ tán máy bay, trực thăng và tàu chiến khỏi các căn cứ quân sự ở bang Florida trước khi siêu bão Minton đổ bộ. Siêu bão Minton hiện đạt cấp 5, cấp cao nhất trong thang đo bão của Mỹ, hiện được dự báo sẽ quét qua miền trung Florida vào ngày 9 tháng 10 theo giờ địa phương, tương đương ngày 10 tháng 10 theo giờ Việt Nam. Căn cứ không quân MacDill và căn cứ lực lượng không gian Patrick nằm ngay trên đường đi của siêu bão này. Cơn bão dự kiến sẽ mang theo gió giật mạnh và nước dâng cao, khả năng gây thiệt hại lớn ở khu vực ven biển. Căn cứ không quân MacDill ở thành phố Tampa, Florida đã sơ tán các máy bay chở dầu KC-135 Tractor Tanker của đội tiếp nhiên liệu trên không số 6 cùng nhiều thiết bị quân sự khác. Chỉ huy đội tiếp nhiên liệu số 6, ông Estebanis cho biết,
căn cứ sẽ chỉ giữ lại những nhân viên thiết yếu cho nhiệm vụ. Một phát ngôn viên của lực lượng không quân Mỹ cho biết, các chiếc KC-135 Chaser Tanker đã bay đến căn cứ không quân McConnell, KIAB ở bang Kansas. Người này cũng nói rằng phi đội máy bay chiến đấu số 482 tại căn cứ không quân dự bị Homestead, KHST tại thành phố Miami, bang Florida đã bắt đầu di rời 7 chiếc máy bay chiến đấu F-16 đến căn cứ San Antonio, bang Texas. Các máy bay trực thăng MH-60R Seahawk đang trên đường bay tới căn cứ không quân Maxwell, bang Alabama. Hải quân Mỹ gấp rút công tác di rời các phi đội trực thăng MH-60R Seahawk trước khi siêu bão Milton đổ bộ. Hải quân Mỹ cũng đã di rời các máy bay trực thăng MH-60R Seahawk và khoảng 200 nhân viên từ trạm hải quân Mayport và trạm không quân hải quân Jackson Village, Florida đến căn cứ không quân Maxwell, bang Alabama để tránh nguy cơ thiệt hại do bão Milton. Ngoài ra, các tàu khu trục USS Donald Cook DDG-75, USS Thomas Hutner DDG-116 và USS Lassen DDG-82 cùng nhiều tàu hải quân đều đã nhận được lệnh sơ tán khỏi trạm hải quân Mayport để tránh ảnh hưởng từ siêu bão Milton, theo tờ USNI News. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Bảo Trân rất mong nhận được sự quan tâm và đồng hành của quý vị khán giả dành cho các chương trình trên kênh YouTube Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Đừng quên nhấn chuông theo dõi và đồng hành cùng chúng tôi để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin cập nhật nào. Xin chào và hẹn gặp lại.